Để chủ động khống chế, không để dịch bệnh COVID-19 phát triển thành dịch và kéo dài, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân dân, học sinh mọi người lên thường xuyên phun khử trùng sát khuẩn. Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy phun khử trùng diệt khuẩn mới nhất hiện nay, bình xịt điện Takio là sản phẩm được các đơn vị chuyên y tế, các công ty, nhà xưởng và bà con nông dân ưa chuộng sử dụng. Bình xịt điện Takio kết hợp máy thổi khí turbo giúp bà con rất nhiều trong việc phun thuốc khử trùng diệt khuẩn, phòng trừ vi trùng lây lan bên dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số bà con và quý công ty chưa biết hoặc chưa tiếp xúc với sản phẩm bình phun thuốc khử trùng loại này, cho nên để giúp bà con hiểu hơn về cách sử dụng cũng như giá bán bình xịt điện của Takio tất cả thông tin về bình xịt điện tính năng và cách sử dụng sẽ được cung cấp đầy đủ và chi tiết nhất thông qua video này mời bà con cùng xem sản phẩm bình xịt điện takio kết hợp hệ thống thổi khí tubo này có thể được sử dụng để khử trùng và chống dịch hiệu quả hiện nay chỉ cần đấu đường nước vào ống dẫn nước thổi khí tubo sau đó cắm dây nguồn của máy tubo vào bình xịt điện và bật công tắc là máy chạy hoạt động hiệu quả bình xịt điện takio hợp hệ thống tubo giúp thuốc khử trùng ra đều và miệng hơn Độ khóa tán dạng su ơn phủ rộng gấp 5 đến 7 lần bình xịt điện bình thường sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về bình xịt điện takio bình xịt điện là thiết bị dùng để phun thuốc khử trùng thuốc trừ sâu hoặc các loại thuốc bảo vệ thực vật khác bình sử dụng điện ắc quy kết hợp với bơm điện được gắn ở thân bình. Khi hoạt động điện năng từ ắc quy sẽ cung cấp đến motor bơm điện làm cho bơm hoạt động hút dung dịch từ bình chứa đưa đến vòi phun và được phun ra bên ngoài môi trường. Việc sử dụng bình xịt điện sẽ giúp cho người nông dân đỡ tốn sức lực và thời gian trong quá trình phun thuốc của mình, cũng như nâng cao hiệu quả trong việc phòng trừ dịch bệnh, cũng như sâu bệnh ở rau màu, hoa quả, diệt cỏ và diệt côn trùng. Ưu điểm nổi bật của bình xịt điện Takio và thổi khí turbo một thiết kế gọn nhẹ, hai dễ sử dụng, ba giá thành rẻ, bốn công suất hoạt động cao, năm lượng phun đều, áp lực phun lớn, sáu tiết kiệm điện và nhiên liệu, bảy thời gian sử dụng được lâu, tám vỏ cứng bền chắc chống va đập, hướng dẫn sử dụng bình xịt điện Takio. Việc sử dụng bình xịt điện vô cùng đơn giản. Đầu tiên bạn cần nạp đầy đủ lượng điện vào bình ắc quy, dựa vào diện tích cần xịt để có lượng thuốc và nước hợp lý để cho vào bình. Sau đó chỉ cần bật công tắc khởi động máy là đã sử dụng được rồi. Khi mua bình xịt điện Takio bạn sẽ được tư vấn tận tình và hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi vừa hướng dẫn khái quát về bình xịt điện Takio và máy thổi khí Turbo. Nếu bà con nào quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại bên dưới video để được tư vấn chi tiết về máy. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con. bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con